Bạn đã bao giờ dùng cái này để cắt tỉa lông mũi chưa? Hãy xem thử nhé, chất liệu thép không gì chắc chắn, không cần sạc điện, chỉ cần bấm bấm vài cái, dễ dàng cắt lông mũi mà không sợ đau, nhỏ gọn và dễ dàng mang theo. Chỉ cần bỏ vào túi sách, cắt lông mũi, tóc tai bất cứ lúc nào, chỉ cần bấm nhẹ vài cái, dễ dàng vệ sinh sau khi dùng, giá lại cực kỳ hạn rẻ, không ai dưới giỏ hàng nha.